Xin kính chào toàn thể các bác và anh em. Tiếp tục lên cho các bác và anh em một mẫu bộ đầu giải mã thông minh cho khóa gia đình, hỗ trợ cho anh em trong việc nghe nhạc và cải thiện âm thanh hơn. Và đương nhiên rồi, việc chúng ta sử dụng bộ đầu giải mã sẽ khác với việc các bác anh em sử dụng bộ đầu chuyển đổi hướng nhé. Đây là một bộ đầu giải mã cao cấp đến từ nhà phân phối Việt KTV, một trong những đơn vị hàng đầu về thiết bị nghe nhìn, hỗ trợ cho anh em có tín hiệu đường truyền tốt hơn việc các bác anh em sử dụng ghép nối đường cổng quang ra những trang thiết bị âm thanh khác. Sử dụng đầu giải mã đến từ KTV, một đầu giải mã DA9 sẽ giúp đỡ các bác anh em có thêm tiếng chất lượng nhạc, âm thanh sắc nét sống động hơn và tiếng tốt hơn so với việc các bác anh em nghe những bộ đầu chuyển đổi thông thường hay là nghe bằng đường dây cổng quang thông thường. Ok, và đây cho anh em xem về mặt hình thức của mẫu sản phẩm DA9. Ở đây bên em thì hiện tại đang có 3 phiên bản màu cho các bác nhé. Phiên bản màu đen này, phiên bản màu trắng, phiên bản màu xám để các bác em lựa chọn. Và cả 3 phiên bản này thì đều đẹp và rất là chất lượng. Và đây là dòng sản phẩm chính hãng, em cũng cam kết và đảm bảo cho anh em. Với mức giá hiện tại bên em bán cho các bác và anh em khách hàng chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất. Và đây thì cùng với các bác xem về phần hình thức bên trong hộp của mẫu sản phẩm DA9 Plus. Các bác anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng các bác nhé. Và kiểm tra những gì, kiểm tra xem là có đầy đủ linh kiện đi kèm hay không và sử dụng như thế nào, rất dễ dàng, hiệu quả, an toàn cho các bác và anh em. Ok, và đây là toàn bộ những gì có ở trong mẫu sản phẩm DA9 đến từ nhà phân phối Việt KTV. Đầu tiên thì các bác thấy ngay phần hộp xốp này, bao gồm một dây cổng quang để các bác và anh em sử dụng lấy tín hiệu từ TV, cấp qua bộ đầu giải mã và chuyển đổi cái tín hiệu nhạc tốt hơn. Tiếp theo đó là hai quả pin để phục vụ các bác và anh em sử dụng với điều khiển remote các bác nhé. Điều khiển này thì anh em có thể thao tác rất là nhiều chức năng, bao gồm chuyển đổi các đường tín hiệu từ OPT, cổng quang CA, đường AUX hay là đường cổng cắm USB. Đấy, ngoài ra anh em có thể sử dụng luôn đường bắt Bluetooth các bác nhé, tăng giảm âm lượng này và có giảm bass mic check của các cái phần nghe nhạc khi các bác em sử dụng với điều khiển remote này. Và đây thì các linh kiện sẽ không thể thiếu được là hai dây trắng đỏ được tặng kèm cho các bác nhé, và một đầu dây để sạc. Đấy, các bác anh em sử dụng đầu dây 5V này, các bác cắm trực tiếp từ TV có qua cái đường cổng cắm USB để chúng ta cấp nguồn điện cho DA9 hoạt động bình thường, hoặc là các bác có thể cắm trực tiếp vào cái ổ sạc điện thoại thông thường các bác nhé. Và ở đây thì sẽ có dây anten Bluetooth để các bác anh em sử dụng ghép nối trực tiếp qua mặt sau. Em cho bác xem đây là cái phần quan trọng nhất, đó là bộ đầu giải mã thông minh đến từ nhà phân phối Việt KTV, dòng này có tên là DA9 Plus bản màu đen các bác nhé. Đây, các cái thông số cơ bản thì nó sẽ hiện thị ở mặt trước để các bác em thao tác, có đường input để các bác chuyển cổng này, khi đèn sáng ở cổng nào tức là anh em đã lấy được đường tín hiệu cổng đó các bác nhé. Đây sẽ sử dụng là cổng cắm USB này, đường cổng quang Bluetooth, đường dây tín hiệu AUX1, AUX2 và có âm lượng để các bác em căn chỉnh này ở mặt trước, có mắt IR để anh em sử dụng thao tác điều khiển nhé. Và đây các bác em xem các cái đường kết nối mặt sau đây các bác nhé. Đầu tiên thì sẽ là đường AUX này, đường anten Bluetooth này, đường cổng quang, đường cổng quang serial và đường cổng bằng hoa sen, cổng R, cổng L, và anh em sử dụng lấy cái thiết bị trực tiếp ở trong bộ đầu thu có hết rồi đấy, các bác em cắm nối trực tiếp qua đây giúp em. Và ngoài ra thì có tem niêm phong phát quang của nhà máy các bác nhé. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của nhà phân phối Việt KTV DA9, một mẫu sản phẩm rất chất lượng so với những mẫu bộ đầu giải mã thông thường ở trên thị trường bán khoảng độ tầm 1-200 nghìn đấy. Thì cái bộ đầu này nó cao cấp hơn, nó nhiều tính năng hơn và tiếng chất lượng âm thanh ra chắc chắn nó sẽ hay hơn việc các bác em sử dụng bộ đầu chuyển đổi thông thường, và tiếng chất lượng âm thanh sắc nét là mẫu sản phẩm DA9 Plus đến từ nhà phân phối Việt KTV rồi. Anh em nào có nhu cầu muốn tiếng nhạc tốt hơn, đường truyền, đường tải tín hiệu tốt và độ phân giải nghe nhạc sắc nét thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng để đặt hàng ngay với bộ sản phẩm DA9 đến từ Việt KTV, và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em chắc chắn sẽ có mức giá tốt hơn so với giá thị trường các bác nhé. Và các bác và em nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.